Ui, 30-40 triệu một con này á? Nhìn xấu thế nhở? Để mua review xem như nào. Chèn chèn. Vâng, họ mua con 30-40 triệu xấu quá nên mình đặt con đẹp hơn này. À, đẹp hơn mà chỉ có 6-7 nghìn thôi chứ không có. Rẻ quất luôn thêm hơn nữa. Đây là cái đề can dán thì không có gì. Ok, đùa chứ thực ra mình đặt để cho đủ đơn 99.000 để áp cái mã 30.000 hôm thiện sale mùng 9 tháng 9 chia sẻ cho anh em rất là nhiều mã giảm giá thì mình cũng có dùng để mua mấy cái này. Con này màu hồng 5 tính này. Có tờ hướng dẫn. Tờ hướng dẫn lắp nhá. Ủa. Ôi trời ơi. Vãi xoài. Thôi, tôi bỏ nhá. Đấy, đây là Linh Khô nha, mà collection đấy. Đẹp hơn đúng không em? Anh em thấy đẹp hơn đúng không? Đây, nói chung là con 30-40 triệu của người ta thì có sẵn. Còn con 16.000 của mình, 6-mấy nghìn của mình như này thì phải lắp ráp, mất thời gian hơn, được cái rẻ hơn. Úi dồi ôi, à, lắp mấy tiếng đây. Ủa. Cái túi đã thấy hoảng rồi. Đấy, theo anh em thì mua con nào? Chèn chèn, rồi. Xong rồi anh em. Đấy, anh em xem có giống nhau không? Thấy mình ráp đỉnh không? Tại sao đỉnh? Vẫn còn thừa khá là nhiều nhá. Thừa mình lắp thêm cái chân đế này. Nhìn từng chi tiết này, đẹp phết chứ đùa. Nhưng mà cực kỳ mệt mỏi luôn, cực kỳ lâu luôn, cả một buổi chiều mới xong. Cái tay rơi ra, đấy, lắp tay vào, nó cực kỳ chắc, nó chắc hơn Lego và nó mất thời gian ghép hơn Lego rất là nhiều. Chúng ta phải ghép từng cái mạch, những cái góc cạnh này này để anh em ghép. Ghép từ trên xuống thì không nói làm gì rồi, nhưng mà ghép ngang thì chúng ta phải căn đủ kiểu đấy thì mới ghép được. Ấn xuống như này lại cực khó, thỉnh thoảng lại không ấn được, lại phải rút ra, lại ghép ngược từ dưới lên, đấy, rất là đau tay luôn. Đấy, bình thường Lego là những cái mảnh 3, mảnh 4, mảnh 2 như này đúng không? Đây anh em sẽ phải ghép từng mảnh như này cực kỳ lâu, mất thời gian luôn. Nhưng mà bù lại thì nó cực kỳ chắc chắn. Tại vì những cái răng cưa nó sẽ xen kẽ nhau nên nó không rơi ra được. Mất cả buổi chiều khá mệt mỏi. Còn nhóc này thì bỏ qua nhá. Ghép nó cũng yệt như này thôi. Anh ghép nhóc này nữa thì chắc phải ghép cả ngày. Con này to hơn. Tổng kết lại theo mình nghĩ là anh em nên bỏ ra 40 triệu để mua con to luôn, không phải mất thời gian ghép như con này. 4 sao trên 5 sao.